Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Trước hết thì cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành của tôi đến Hội Hô hấp Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia chương trình báo cáo các chuyên đề và chia sẻ những kinh nghiệm. Thì bài báo cáo của tôi ngày hôm nay có liên quan đến các cái phương pháp hỗ trợ thông khí trong điều trị bệnh nhân COVID, một trong những vấn đề nổi trội trong thời gian gần đây chúng ta phải đối mặt. Và trong rất nhiều các bệnh viện điều trị COVID, các cái trung tâm hồi sức tích cực, chúng tôi đã triển khai rất nhiều kỹ thuật để hỗ trợ cho bệnh nhân COVID-19. Bài trình bày của tôi có các cái mục chính sau đây. Thứ nhất, tôi sẽ đề cập một chút về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của suy hấp cấp trên bệnh nhân COVID-19. Thứ hai, tôi sẽ đề cập đến các phương pháp hỗ trợ hấp trên bệnh nhân COVID-19, và từ các cái việc là thở oxy lưu động cao qua can mũi, hay chúng ta gọi là HFNC, thở máy không xâm nhập, NIV, thở xâm nhập, các cái đặc điểm của các cái phương thức mô tả ở trên, các chỉ định, các theo dõi bệnh nhân, cách đánh giá đáp ứng, cách chúng ta quyết định chuyển đổi phương thức hỗ trợ khi mà bệnh nhân tình trạng lâm sàng tiếp tục xấu đi. Về suy hấp cấp tiến triển hay suy hấp cấp trên bệnh nhân COVID-19 thì rất nhiều các cái nghiên cứu thống kê và dịch tễ học trên thế giới đã được công bố. Trong cái bài trình bày của mình, tôi xin trình bày những cái nghiên cứu đầu tiên, đó là những nghiên cứu trên 99 ca COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Và đây là một cái nghiên cứu có tính chất mô tả, nhưng nó đã ảnh hưởng cho rất nhiều các nghiên cứu khác trong các cái trong vòng 2 năm trở lại đây. Thì về các cái đặc điểm lâm sàng thì chúng ta thấy là đa phần các cái triệu chứng của nhiễm virus rất là điển hình như là sốt, ho và đặc biệt là khó thở. Rồi các triệu chứng mỏi cơ, đây là những triệu chứng chính dẫn đến cái tình trạng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 rất là điển hình. Các triệu chứng này ít nhiều qua các cái thống kê, con số nó có thể khác nhau, nhưng về mặt bản chất chúng ta thấy đây là một cái tổn thương trực tiếp về hô hấp của bệnh nhân và ảnh hưởng chủ yếu đến các cái triệu chứng của suy hấp. Và nếu mà chúng ta nhìn về các cái mức độ của suy hấp thì chúng ta thấy là cái tổn thương phổi nặng nhất thường là trong các trường hợp đánh giá về mức độ tổn thương phổi thì chúng ta có cái thuật ngữ là ARDS, tức là cái hội chứng suy hấp cấp tiến triển là chiếm tới 17% trong nghiên cứu này. Các nghiên cứu khác có thể con số cao hơn tùy theo cái đối tượng nghiên cứu là người ta lấy từ cộng đồng hay là nghiên cứu ta lấy từ các cái trung tâm hồi sức tích cực. Thì đối với cái nghiên cứu mà tôi minh họa ở đây là lấy từ cộng đồng với cái tỷ lệ 17% là tỷ lệ rất là lớn. Và các hình ảnh tổn thương ở trên phổi rất là điển hình là tổn thương phổi, chủ yếu là tổn thương phổi hai bên, rất là phù hợp với cái cơ chế tổn thương mà chúng ta thấy được trên cái hội chứng suy hấp cấp tiến triển. Về cái mức độ tiến triển theo thời gian thì chúng ta thấy giai đoạn đầu chúng ta có thể thấy những cái tổn thương có tính chất khư trú, các cái đám mờ ở một cái vùng phổi, nhưng sau đó nó lan tỏa tiến triển ra toàn bộ hai bên phổi và kèm theo cái dấu hiệu lâm sàng suy hấp của bệnh nhân ngày càng nặng lên. Và nếu như bệnh nhân được điều trị tốt, bệnh tiến triển thoái triển đi thì chúng ta thấy cái hình ảnh phổi cũng dần 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 sáng dần lên và chúng ta thấy đấy là một trong những tia hy vọng rất là tốt. Tuy nhiên thì các cái hình ảnh trên chẩn đoán hình ảnh thường xuất hiện rất là muộn và do đó thì chúng ta không thể chờ đợi nó những sự thay đổi trên hình ảnh X-quang. Về mặt mô học và về cơ chế phân tử thì chúng ta thấy tổn thương quan trọng nhất mà thấy ở trên bệnh nhân COVID-19 đó là những tổn thương tim mạch, các cái tắc mạch, và các tổn thương đó tùy theo cái giai đoạn đầu là những cái vi huyết khối, những cái cơ chế mà chính tạo ra cái hình ảnh hô hấp cũng như là triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Sau đó những cái tổn thương sơ và giai đoạn sau là thâm nhiễm, đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy điển hình của bệnh nhân ARDS. Và về mặt cơ chế phân tử thì những cái tác động của virus lên tế bào và gây ra những cái đáp ứng viêm hệ thống và đặc biệt là sự giải phóng phóng thích rất nhiều các cái chất trung gian hóa học, các cái mà chúng ta gọi là các cái cytokine, và với một cái độ rất là lớn và ồ ạt nó tạo ra cái hiện tượng gọi là cơn bão cytokine. Đối với các cái thể tổn thương ở trên phổi theo cái độ thâm nhiễm ở trên phổi chúng ta thấy cái hiện tượng thâm nhiễm lan tỏa cả hai bên. Tuy nhiên về mặt cơ học phổi thì cái
mức độ nó có thể rất là khác nhau, và chúng ta sẽ chia định tip là tip 1 hay tip 2 hay tip L hay là tip H. Đó là những cái mà chúng ta để mô tả xem cái thay đổi cơ học phổi của bệnh nhân ARDS do COVID như thế nào. Thì chúng ta thấy là đa phần là bệnh nhân ở giai đoạn đầu là cái phổi nó có tương đối tổn thương, mặc dù đã có thiếu oxy nhưng cái tổn thương cơ học phổi tương đối là còn bảo tồn. Nhưng đến giai đoạn sau chúng ta sẽ thấy rất là điển hình của tổn thương ARDS. Và trước đây thì chúng ta có rất nhiều các cái tranh luận về câu chuyện tip của tổn thương phổi là gì để quyết định cái điều trị. Tuy nhiên thì gần đây các cái nghiên cứu gần đây nhất, cập nhật nhất cho thấy rằng nó cũng giống như là cái tổn thương phổi do ARDS một cách kinh điển. Và một trong những cái cơ chế bệnh sinh mà được thảo luận rất nhiều đó là tại sao trên những bệnh nhân COVID thì cái mức độ tổn thương phổi đấy nó lại dẫn đến cái hậu quả là nó tiến triển, và tại sao bệnh nhân lại có những biểu hiện thiếu oxy thầm lặng mà không phát hiện được. Vì tất cả những cái câu chuyện ở đây chúng ta nhìn thấy trong cái vòng xoắn bệnh lý này chúng ta gọi là Villi vortex, nó cho ra thấy những cái tác dụng của virus, nó cái hậu quả của virus nó tác động trên thần kinh trung ương, rồi nó gây ra tình trạng thiếu oxy, rồi nó gây ra một cái tăng cái nhu cầu về oxy ở trong một giai đoạn nhất định, và dẫn đến cái hậu quả là bệnh nhân thở nhanh, thở sâu, và những cái thở nhanh thở sâu đó là gây ra tổn thương phổi. Và nếu như chúng ta kể cả khi bệnh nhân tự thở thì những cái tổn thương đấy nó có thể ảnh hưởng đến cái tổn thương tiếp tục của phổi lành của bệnh nhân. Về mặt điều trị thì có rất nhiều các điều trị, trong đó thì trong với cái khuôn khổ của bài nói thì chúng tôi tập trung vào các điều trị liên quan đến cái hỗ trợ hô hấp. Thì chúng ta bắt đầu từ cái thở oxy là chính, thở oxy là cái quan trọng nhất dành cho bệnh nhân COVID. Sau đó đến những cái hỗ trợ hô hấp khác như là thở máy không xâm nhập, rồi thở máy xâm nhập, rồi cao hơn nữa là lọc máu, cao hơn nữa là ECMO. Thì tất cả những cái điều trị này trong các bài nói của các thầy khác cũng sẽ đã trình bày cho chúng ta kỹ lưỡng hơn. Về cái địa điểm mà chúng ta điều trị bệnh nhân thì tùy theo cái mức độ tổn thương và theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế, thì chúng ta biết gần đây nhất thì tùy theo cái nơi mà bệnh nhân đến, như là các cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 điều trị khác nhau. Nhưng những cái bệnh nhân suy hấp thì chúng ta phải điều trị từ tầng 2 đến tầng 3 trở lên, và chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái mức độ tổn thương này thì thường là phải cho bệnh nhân nhập viện vào ICU là chính. Và khi mà bệnh nhân vào ICU thì trong cái nghiên cứu này cái số và IC cũng rất là lớn, tới 85% số trường hợp của bệnh nhân. Về các điều trị thì ở đây chủ yếu là các điều trị hô hấp tập trung vào cho bệnh nhân thở oxy, rồi HFNC hay là thở không xâm nhập, rồi thở xâm nhập cũng là một phần, nhưng đa phần khu vực hồi sức cấp cứu. Vậy thì các cái hỗ trợ hô hấp ở trên bệnh nhân COVID thì chúng ta bắt đầu từ cái hỗ trợ thở oxy là đầu tiên. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân mà tiếp tiếp tục tính nặng hơn và cần có sự hỗ trợ thì chúng tôi tính cái sự hỗ trợ đó bắt đầu từ HFNC, bởi vì cái thiết bị HFNC là một thiết bị hỗ trợ thở oxy nhưng nó lại có thêm những cái hỗ trợ khác về mặt không khí khác. Thì về mặt cấu tạo của HFNC thì về mặt kinh điển chúng ta biết là cái đây là một cái hệ thống mà có thể cung cấp oxy từ một cái nguồn oxy với cái áp lực rất là cao, dòng chảy rất là lớn. Và ở đây chúng tôi để cái hình ảnh đó là một cái bộ trộn ECMO, nó đảm bảo cho tạo ra dòng chảy lớn và FEV1 chính xác. Sau khi dòng chảy oxy đi qua được cái bộ trộn thì nó sẽ đi vào một cái bình làm ẩm, ở đấy nó sẽ được làm ẩm, làm ấm, và cái không khí được làm ẩm đó sẽ được đưa lên qua một cái canin mũi và đưa vào cung cấp cho bệnh nhân. Và đây là một trong những cái mô hình chuẩn mà khi mà chúng ta thiết kế hệ thống HFNC là chúng ta phải đảm bảo. Rất nhiều các cái hệ thống ở trên thị trường và chúng ta thấy rất là nhiều các cái lựa chọn khác nhau, và trong các cái bệnh viện điều trị COVID thì do cái sự phổ biến của HFNC, các bác sĩ lâm sàng chúng ta có điều kiện tiếp cận được rất nhiều các cái thiết bị khác nhau. Tại sao chúng ta lại chọn HFNC? Thì đây là việc đầu tiên ấy, là HFNC nó tạo ra một FEV2 chính xác, nó giống như một cái máy thở, là chúng ta muốn đặt FEV2 là sẽ đặt được FEV2 mà chúng ta muốn. Cái thứ hai, nó tạo ra áp lực dương ở CPAP một mức độ từ 5 đến 8 cm nước. Thứ ba là nhờ cái việc tạo ra áp lực dương như vậy nó làm giảm được công hô hấp, làm giảm được công thở, và với cái lưu lượng dòng chảy rất là lớn nó có thể rửa trôi được cái CO2 ở trong các khoang chết, vì vậy nó cải thiện được việc thải bỏ CO2 và cải thiện cái khả năng rất là quan trọng
đó là làm sạch các cái đờm, các chất tiết ở trên đường hô hấp nhờ cái chức năng làm ẩm. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của nó là phụ thuộc vào một số yếu tố, ví dụ như tốc độ dòng là cao hay thấp, loại thiết bị có thể cung cấp được oxy với lưu lượng cao hay là thấp, nó có thể cái hiệu quả nó sẽ khác nhau, hoặc là bệnh nhân ở khi mà thở ấy, miệng há hay là miệng đóng cũng ảnh hưởng đến cái mức CPAP nó có thể tạo ra. Và trên thế giới thì chúng ta biết là các cái biện pháp thở như là HNC hoặc NIV nói chung đều được xếp vào nhóm là thở không xâm nhập. Và rất nhiều các hướng dẫn ở trên thế giới, từ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, từ hướng dẫn của các hộ lâm sàng, hộ nhà nghề, cho chúng ta biết được là các cái biện pháp sử dụng như là HFMC nó có hiệu quả hay không, thì đây là một cái bài báo cho chúng ta thấy được điều đó. Về cái đặc điểm chung tôi có thể tổng kết ở đây là gì? Thứ nhất là HFMC thể hiện được là FiO2 chính xác và rất là tin cậy, và bệnh nhân dễ chịu hơn so với các biện pháp thở khác. Do đó phần lớn khi mà chúng ta thở thì bệnh nhân thường là hợp tác điều trị rất là tốt. Nó giảm được khoảng trễ, nó tăng được cái thể tích cuối khi thở ra, tức là nó tạo ra CPAP, nó cải thiện độ giãn nở của phổi và giảm được công suất. Đấy, thì đấy là những cái đặc điểm mà các cái hướng dẫn trên thế giới đều nói cho chúng ta như vậy. Tuy nhiên thì người ta cũng lo ngại một số thứ, ví dụ lo ngại là cái nguy cơ cái dòng chảy cao như vậy nó có thể phát tán virus ra môi trường. Và nguy cơ là gì? Nếu mà chúng ta chậm trễ trong vấn đề đặt nội khoản, nó có thể ảnh hưởng đến cái câu chuyện là bệnh nhân có thể đặt nội khoản chậm, nguy cơ đe dọa tính mạng. Và đặc biệt là nếu mà để cho bệnh nhân thở rất là nhanh, rất là sâu, thì nó có thể ảnh hưởng đến câu chuyện là gây tổn thương phổi, chúng ta gọi là persili hay là villi. Vậy thì các cái thông số cài đặt trên HFMC chúng ta cài đặt ra sao? Thì về tốc độ dòng là cái quan trọng nhất với HFMC, thì chúng ta phải đặt từ 40 lít trở lên. Nếu mà đặt tốc độ dòng thấp hơn 40 lít thì có thể hiệu quả không đạt được. Thứ hai, FiO2 là chúng ta phải đặt theo cái đích SpO2. Có thể giai đoạn đầu chúng ta đạt FiO2 cao vì là bệnh nhân đang thiếu oxy. Sau đó chúng ta phải điều chỉnh để đạt cái đích. Chúng ta không nên cho bệnh nhân thở quá nhiều oxy, nguy cơ cái biến chứng do oxy cao quá cũng rất là nhiều biến chứng. Để đảm bảo cái SpO2 là 92% cho đại đa số trường hợp và 94% cho những cái đối tượng nguy cơ như là người bệnh tim mạch, phụ nữ có thai. Và bắt buộc là chúng ta phải có bộ phận làm ẩm không khí, bởi vì không làm ẩm không khí với lưu lượng cao như vậy nó sẽ làm khô niêm mạc và gây ra những cái biến chứng tắc đờm sau đó. Và sau đó thì chúng ta điều chỉnh lưu lượng, chúng ta điều chỉnh FiO2 để đạt đến đích được SpO2 và theo dõi sát về mặt lâm sàng xem bệnh nhân có cải thiện về triệu chứng khó thở, giảm được nhịp thở, giảm được nhịp tim, giảm được sự co kéo cô hấp và cải thiện SpO2 hay không. Về hiệu quả của HFMC trên thế giới thì có rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh. Thì đây là một số nghiên cứu mà tôi đưa ra cái tính chất là minh họa cho cái kết quả HFMC sử dụng trên bệnh nhân COVID. Ví dụ nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu của Tazhu của Trung Quốc, thì cho tôi thấy là nó cải thiện được là cái mức độ oxy ở trên 62% các cái bệnh nhân được thở. Và các yếu tố tiên lượng thành công thì chỉ số P trên F, rồi SpO2 trên FiO2 hoặc chỉ số ROCS trong vòng, nếu chúng ta theo dõi 6, 12 và 24 giờ thì nó có giá trị cho việc là tiên lượng là bệnh nhân có thể thành công hay không. Và trong cái nghiên cứu này ấy, và cộng sự thì cũng cho ra thấy là cái giá trị ROCS là tại thời điểm 6 giờ nó có giúp cho chúng ta là gợi ý cho chúng ta là bệnh nhân thành công hay thất bại với AUC được tính trong cái nghiên cứu này là 0,78. Các nghiên cứu khác thì cũng trên cái nhóm bệnh nhân lớn tuổi, là nghiên cứu của Stan Kiss, thì cái nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân lớn tuổi, vì là lớn tuổi như vậy thì cái việc mà chúng ta đặt nội khoản thở máy có thể là cái rất là nguy cơ cho nhân viên y tế. Do đó người ta cân nhắc về chuyện là sử dụng SFVC có cải thiện hay không. Thì trên nghiên cứu một nhóm nhỏ quần thể thôi, nhưng người ta thấy rằng là chỉ có 6% trong số những người lớn tuổi đó không chịu được được thở FNC. Như vậy là cái tỷ lệ 6% rất là thấp. Như vậy thì đối với người lớn tuổi thì HFMC rất dung nạp rất tốt, và tỷ lệ tử vong chung trong nhóm đó rất là thấp, chỉ có 25% thôi. Các nghiên cứu của tác giả Trung Quốc ở thời gian năm 2020, đây cũng là một cái nghiên cứu cũng tương đối thôi. Nó chỉ số lượng bệnh nhân suy hấp cấp ở trong cần thở HFMC trong trường hợp này có 27 trường hợp. Và người ta thấy rằng là cho thở HFMC thì có một bệnh nhân phải đặt nội khoản, 9 bệnh nhân phải chuyển sang thở NIV và 17% thở HFMC. Thì tỷ lệ thành công, số thành công ở đây là 10 bệnh nhân.
Và người ta cũng có đưa ra cái dự đoán khả năng thành công hay là khả năng thất bại của AMC là nếu như P/F dưới 200 thì là nguy cơ. Như vậy thì chúng ta có thể dựa vào cái chỉ số như đã đề cập trong nghiên cứu trước, là P/F là một chỉ số gợi ý là nói cho chúng ta biết là cái khả năng có thể thất bại trên bệnh nhân. Vậy thì đến khi mà bệnh nhân COVID thì chúng ta tiếp cận ra sao? Đây là cái sơ đồ tiếp cận. Nếu bệnh nhân vào viện oxy dưới 92%, chúng ta cho thở oxy thông thường. Nếu oxy thở theo oxy thông thường mà trên 92 thì duy trì thở oxy, còn nếu như dưới 92 thì chúng ta cho thử thở HFMC trong vòng 30 đến 60 phút. Mà nếu SpO2 cải thiện thì chúng ta duy trì cái HFMC tiếp tục. Còn nếu nó tiếp tục SpO2 giảm, nếu chúng ta làm được khi máu mà SpO2 lại giảm nữa, nhịp thở trên 28 lần một phút là dấu hiệu khó thở, thì chúng ta lại thử thở NIV và đảm bảo nếu nó duy trì được cái đích SpO2 và tần số thở được cải thiện thì chúng ta duy tiếp tục thở NIV, bằng không thì chúng ta phải đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Vậy thì thở NIV là gì? Chúng ta biết NIV là một kỹ thuật mà thở sử dụng các cái máy thở có thể chuyên dụng cho thở không xâm nhập, hoặc là các máy thở hiện đại hiện nay là đều tích hợp với chức năng không xâm nhập. Và khi thở như vậy thì chúng ta thở qua một cái mặt nạ giống như hình ở bên phải chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Về ưu điểm thì thở NIV có rất nhiều ưu điểm. Nó đảm bảo được những cái cấu tạo về giải phẫu, về chức năng giải phẫu của đường hô hấp trên. Nó hỗ trợ rất là nhanh chóng và không quá mất nhiều thời gian để đào tạo. Rồi bệnh nhân có thể ăn uống, có thể giao tiếp, có thể hợp tác và không có phải đặt nội khí quản, đâm ra là cái nhu cầu về an thần của bệnh nhân cũng giảm đi. Tuy nhiên nó cũng có những khó chịu nhất định. Ví dụ khi mà chúng ta thở cho bệnh nhân COVID chẳng hạn thì chúng ta phải đứng cạnh bệnh nhân để mà hướng dẫn cho bệnh nhân, có thể mất thời gian tiếp xúc bệnh nhân nhiều hơn, đôi khi là cái sự tiếp xúc của nhân viên y tế mà chúng ta trong thời gian đại dịch có thể là cũng khó khăn trong việc thời gian cũng như là cái thời gian tiếp xúc quá lâu có thể gặp nguy hiểm. Về chỉ định thì đa phần là chúng ta thấy là thường là cho suy hấp ở mức độ trung bình thôi. Ví dụ điển hình là tần số thở khoảng trên 24, rồi có sự dấu hiệu sử dụng cơ hấp phụ, rồi có tình trạng toan hô hấp, rồi có tình trạng thiếu oxy ở mức độ là P/F dưới 200 và trên 100 là những cái chỉ số mà có thể gợi ý chúng ta. Và trên thế giới chúng ta biết là rất nhiều các khuyến cáo đều đưa cái thở NIV vào để điều trị cho bệnh nhân thiếu oxy, và COVID là một trong những cái suy hấp mà do thiếu oxy. Nhưng mà chúng ta phải hạn chế sử dụng NIV cho những cái bệnh nhân mà người ta có cái rối loạn huyết động, bởi vì cái nguy cơ ảnh hưởng huyết động và không khống chế được về mặt huyết động rất là cao nếu chúng ta thở NIV. Đấy, thì do đó mà NIV nó cũng giống như là thở DMC, là nếu mà chúng ta để chậm quá mà phải đặt nội quan chậm quá thì bệnh nhân có thể nguy cơ tử vong rất là cao. Nhưng sớm quá thì sao? Sớm quá thì cái nguy cơ nhiễm trùng, những cái liên quan đến thở máy xâm nhập, biến chứng nó sẽ xuất hiện, và lúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Do đó về nguyên tắc là khi chúng ta thở HFMC hay là NIV thì việc theo dõi sát rất là quan trọng, và trên thế giới thì là đều khuyên là trong vòng 1 giờ đầu chúng ta phải theo dõi rất là sát để quyết định có đổi cái phương thức hỗ trợ cho bệnh nhân hay không. Và hiện nay thì vì là có COVID và cái nguy cơ lây nhiễm phát tán virus khi mà thở các biện pháp không xâm nhập, do đó thì rất nhiều các cái nghiên cứu ở trên thế giới đã cải tiến cái việc sử dụng các cái mặt nạ để sao làm sao nó không gây ra cái hậu quả. Người ta thường là chọn cái mặt nạ thường là những mặt nạ kín khít, và thậm chí là những mặt nạ mà có thể trùm toàn bộ vào đầu của người bệnh. Về cái thiết kế hệ thống thì trên thế giới chúng ta biết là chúng ta phải đảm bảo là cái nguồn khí đi từ bệnh nhân ra được lọc qua các phiên lọc virus, để là gì, tránh phát tán ra môi trường. Và các cái hướng dẫn về khuyến cáo hiện nay thì chúng ta biết là các cái người ta có thể dùng các cái mặt nạ trùm đầu như gọi là helmet, rất là hiệu quả cho bệnh nhân COVID, và phải cố định rất là chắc. Và các cái mức áp lực cũng được đưa ra khuyến cáo, ví dụ cái mức áp lực thấp nhất là EPAP 5, EPAP 10. Và khi mà chúng ta muốn thay đổi tư thế hay là chúng ta muốn chuyển cái phương thức thì chúng ta phải tắt máy trước khi mà chúng ta sau đó thì chúng ta mới tháo mặt nạ bệnh nhân, để tránh trường hợp là cái dòng phụt từ máy thở nó có phụt vào cái nhân viên y tế của chúng ta. Các nghiên cứu trên thế giới thì có rất nhiều. Hiện nay thì đối với NIV, một số các nghiên cứu, như đây là một cái ví dụ, năm 2021 có đưa ra là một cái bài báo tổng quan
về cái sử dụng NIV trên bệnh nhân COVID, thì cho đến cái thời điểm 2021 thì cái vai trò thực sự của NIV đối với bệnh nhân COVID vẫn chưa được chứng minh, bởi vì thực tế chúng ta không thể làm được cái nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và rất khó để thực hiện trên bệnh nhân COVID. Do đó thì chúng ta cần thêm thời gian cũng như cần thêm kinh nghiệm khi chúng ta sử dụng NIV. Khi nào thì chúng ta đã cần phải đặt nội khoảng cho những bệnh nhân thở NIV, thở RMC? Ở đây tôi lấy ra một số cái ví dụ để chúng ta thấy là cái thời điểm quyết định đặt nội khoảng rất là rất quan trọng. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu của các tác giả ở Tây Ban Nha, thì khi người ta so sánh giữa cái nhóm thất bại HMRC và nhóm thành công NIC, thì cái yếu tố gì để gợi ý cho sự thất bại, thì như cái bài báo mà trong cái phần hiệu quả chúng tôi đã đề cập, chỉ số ROC là chỉ số rất là kinh điển để sử dụng để có thể tách được cái nhóm thành công và nhóm thất bại. Tương tự như vậy thì các cái chỉ số khác cũng có thể tham gia, ví dụ như tiểu cầu IL6, ROC. Trong những nghiên cứu của các tác giả Trung Quốc ở đây cũng cho thấy được là đây là một trong những yếu tố để tiên lượng, đặc biệt là chỉ số ROC. Người ta có thể lấy các điểm cắt khác nhau của quanh khoảng 5 4,8 là những cái chỉ số mà gợi ý cho cái sự thất bại. Do đó mà chúng ta nếu mà dưới các chỉ số đó thì chúng ta phải cân nhắc đưa bệnh nhân vào cái nhóm theo dõi sát, và chúng ta quyết định cái việc can thiệp càng sớm bao nhiêu càng tốt. Và hướng dẫn trên thế giới thì có rất nhiều hướng dẫn, đây là một hướng dẫn của Đan Mạch, chúng ta từng cái bước vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ, để chúng ta có thể quyết định cái điều trị. Và chúng tôi cũng chỉ mong muốn là đưa ra đây để các thầy cô và các bạn tham khảo. Và trong cái hướng dẫn này nó cũng đưa ra chỉ số ROC, chỉ số ROC tính rất là đơn giản, chúng ta lấy SpO2 chia FeO2 và chia tần số thở, và theo các cái cấp độ khác nhau theo cái hướng dẫn của Đan Mạch này, thì chúng ta thấy là nếu trên 4,8 thì nó nguy cơ ít thôi, nhưng từ 4,8 trở xuống thì phải theo dõi sát, và nếu từ dưới 2,8 thì chúng ta phải đặt nội khoảng ngay. Đối với cái hỗ trợ quan trọng nhất mà gọi là bền vững nhất hiện nay chúng ta đang sử dụng trên bệnh nhân COVID, đó là thở máy xâm nhập. Thì thở máy xâm nhập thì cho đến thời điểm hiện nay thì mặc dù là chúng ta có thể chia ra các cái tuýp tổn thương của phổi, tuýp H, tuýp L, tuýp 1, tuýp 2, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn phải tập trung vào cái chiến lược bảo vệ phổi. Đó là gì? Sử dụng VT thấp. VT được khuyến cáo từ 4 đến 8 ml trên kim cương nặng lý tưởng, và giảm cái áp lực peparato dưới 20 cm, áp lực đẩy vào dưới 14-15 cm nước, và duy trì cái vít để đảm bảo oxy ở mức độ PaO2 từ 55 cho đến 80, và chấp nhận cái pH hơi toan một tí, và 7,30 cho về đến 7,40. Và cái hướng dẫn đó nó bắt xuất phát cách đây hơn 20 năm rồi. Đấy là các cái sơ đồ được đưa ra cho chúng ta cái cách tiếp cận mà theo cái hướng dẫn của ARDSnet, thì cụ thể đây, trên cái sơ đồ này nó chúng ta tương đối phổ biến trong các đơn vị hồi sức của chúng ta hiện nay. Và nếu mà bệnh nhân mà không thể cải thiện thì chúng ta cho nằm sấp, và thời gian nằm sấp phải trên 12 tiếng. Đối với việc triển khai nằm sấp cũng là một cái việc mà cần thảo luận, bởi vì thực tế trong các cái trung tâm hồi sức của chúng tôi thì cái việc triển khai nằm sấp cũng bị hạn chế, bởi vì khi chúng tôi triển khai trung tâm hồi sức tại Thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân béo phì, và cái việc sử dụng tư thế nằm sấp đấy cần rất là nhiều người để thực hiện, thì chúng tôi chỉ thực hiện được trong một số nhóm bệnh nhân mà cái tính an toàn nó cao thôi, chứ trong điều kiện giã chiến thì rất khó để thực hiện, mặc dù chúng ta biết là hiệu quả nó vô cùng tốt. Nếu chúng ta cho nên bệnh nhân nằm sấp, ARDS nằm sấp thì cải thiện oxy 40%, có nghĩa là chúng ta có thể giảm áp lực đường thở khoảng 40% so với khi tư thế nằm ngửa. Đấy là một điều vô cùng có ý nghĩa nếu mà trong điều kiện chúng ta không có những cái thiết bị backup như là ECMO. Cài đặt PEEP thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta biết là PEEP có thể chọn PEEP cao hay PEEP thấp tùy theo khả năng huy động của Việt Nam. Đây là một cái khái niệm rất là cơ bản về mặt hồi sức, là chúng ta nếu thấy thử huy động Việt Nam mà phổi vẫn còn nở ra được, nó giãn ra được, thì chúng ta có thể đặt PEEP cao hơn để nó huy động. Còn nếu mà không thấy giãn ra được thì giá trị của PEEP nó mất đi, lúc đó chúng ta đặt PEEP để bảo vệ phổi, để bảo vệ phổi cũng như là để tránh những biến chứng ảnh hưởng trên phổi. Và huy động Việt Nam thì chúng ta chọn như nào? Thường là chúng tôi chọn là 40 cm nước trong 40 giây. Đấy là một biện pháp đã được chứng minh là rất là an toàn trên hầu hết các bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân COVID-19. Các thuốc giãn cơ thì sử dụng rất là nhiều ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cũng đang có những cái nghiên cứu và xem là cái kết quả của nghiên cứu đó, tại sao cái thuốc an thần giãn cơ dùng nhiều như vậy trên bệnh nhân trong các trung tâm hồi sức tích cực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng giãn cơ nó cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta chỉ dùng giai đoạn đầu, giai đoạn cần phải khống chế cái
cái hô hấp của bệnh nhân để chúng ta đảm bảo được cái độ an toàn nhất khi chúng ta thở máy. Và thường là cái P trên F là điểm cutoff dưới 150 là cái chỉ định cho chúng ta sử dụng an thần dẫn cơ. Về cái thở máy khác, ví dụ thở máy tần số cao thì hầu như gần đây đều không còn được quan tâm cho vấn đề thở cho bệnh nhân ARDS nói chung cũng như là bệnh nhân COVID. Về chăm sóc và theo dõi bệnh nhân thở máy thì rất là quan trọng trong cái vấn đề mà chăm sóc. Nếu như mà bệnh nhân thở máy mà để cho bệnh nhân tắc đờm thì chắc chắn là cái nguy cơ xẹp phổi, nguy cơ biến chứng hô hấp rất là cao. Do đó công tác điều dưỡng là vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân ARDS do COVID, và đặc biệt là hút đờm kín. Đấy là một trong những cái khâu bắt buộc khi mà chúng ta thở máy cho bệnh nhân đó, bởi vì khi chúng ta hút đờm kín như vậy chúng ta sẽ giữ được mít, hút đờm kín như vậy thì chúng ta tránh được cái sự lây lan phát tán của virus từ phổi của bệnh nhân ra môi trường. Đấy là một trong những cái rất là quan trọng. Và trong một số trường hợp khi mà chúng ta người ta cũng có thể khuyên cái việc là chúng ta kẹp xong hút đờm rồi chúng ta tháo máy, hoặc trước khi tháo máy ra thì chúng ta cần phải tắt máy đi, thì tất cả những cái biện pháp đó đều là được đưa vào hướng dẫn và rất là chi tiết. Và cái hướng dẫn gần đây nhất của Bộ Y tế vừa công bố ngày 6 tháng 10 năm 2021, khi mà chúng ta xảy ra chúng ta set up những trung tâm lớn ở thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh nhân COVID, thì cái hướng dẫn này vô cùng quan trọng và rất có ý nghĩa để chúng ta tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân đó. Và hiện nay thì đây là cái hướng dẫn chủ đạo cho công tác điều trị. Thì trong cái hướng dẫn đó người ta sẽ chia ra các mức độ về tổn thương, đặc biệt chúng tôi chú ý ở đây là cái mức độ nặng và nguy kịch. Thì cái hỗ trợ của hô hấp như thế nào, thì chúng ta biết là hỗ trợ hô hấp nặng nguy kịch là ATMNC cho bệnh nhân nặng, NIV cho bệnh nhân nặng, và khi bệnh nhân nguy kịch rồi thì phải thở máy xâm nhập, và sau đó gì chúng ta phải có những cái cân nhắc cái chỉ định cao hơn nữa, ví dụ chỉ định lọc máu là cân nhắc cho những trường bệnh nhân nguy kịch phải có chỉ định rồi, còn cân nhắc cho bệnh nhân nặng ECMO là phải chỉ định cho những bệnh nhân đó. Đó là những cái biện pháp và điều trị chính mà trong hướng dẫn đưa ra. Và đối với những bệnh nhân nặng nguy kịch thì đây các cái điểm cắt chúng ta nhìn thấy đối với hướng dẫn của Việt Nam thì chúng ta để cái điểm cái đích SpO2 cao hơn là 94% so với hướng dẫn của thế giới chỉ để khoảng 92% thôi. Như vậy cái đích oxy ở đây cũng cao hơn, và theo tuyến độ giãn nở phổi tuyến L tuyến H người ta sẽ đưa ra cái tần số. Và chúng ta tôi chỉ lưu ý một cái điều là hiện nay cái việc đưa ra tuyến L tuyến H cũng chỉ là để tham khảo. Trên thế giới các nghiên cứu gần đây nhất cho chúng ta thấy rằng tất cả các tuyến từ tuyến L hay tuyến H thì về cuối cùng về mặt cơ bản nó vẫn là cái tuyến mà điển hình của ARS, tức là đấy là tuyến H là chúng ta phải để tần số để cái VT thấp, và càng thấp bao nhiêu thì giá trị bảo vệ phổi của bệnh nhân càng tốt bấy nhiêu. Để kết luận thì tôi có mấy cái điểm kết luận sau đây. Điểm thứ nhất là suy hấp cấp do thiếu oxy là một cái chỉ điểm rất là quan trọng của bệnh nhân SARS-CoV-2. Các phương thức hỗ trợ như là HFMNC, NIV, thở máy xâm nhập, ECMO vẫn đang là những điều trị quan trọng nhất về mặt hỗ trợ về thông khí cho bệnh nhân COVID-19. Và nếu mà chúng ta nói về các biện pháp không xâm lấn thì HFMNC và NIV là những biện pháp rất là hiệu quả, có thể triển khai một cách gọi là tương đối rộng, vì là cái việc hướng dẫn cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên thì đối với những đây là những biện pháp mà cần phải cái thời gian theo dõi rất là sát sao và quyết định kịp thời để chúng ta chuyển ra các biện pháp điều trị thở máy xâm nhập. Về việc đặt nội khí quản và thở máy với một cái chiến lược bảo vệ phổi rồi tư thế làm sạch là những can thiệp rất là quan trọng. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà không đáp ứng với các điều trị trên thì ECMO vẫn là cái giải pháp rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý đến. Đây là những cái phần mà liên quan đến hỗ trợ. Rất là trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô, các bạn đồng nghiệp và tất cả các quý vị đại biểu. Xin cảm ơn đã dành cho chúng tôi cái cơ hội để trình bày trong cái hội thảo rất là ý nghĩa, và đặc biệt là trong cái thời khắc mà chúng ta đang phải chống dịch, và diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Trân trọng cảm ơn.